Xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo của Lâm Ngọc Vlog nha. Ngày hôm nay mình sẽ nấu món canh đậu que thịt bằm nha cả nhà. Đây, nấu chung với thịt bằm và lóc mọi người. Đây mình sẽ cái lóc này mình sẽ cắt ra mọi người, cắt cho vừa ăn nha. Bắt đầu ướp đường bột ngọt thôi, mình không có ướp nước mắm nhật nhà tại khu đây là người ta làm vừa ăn nha mọi người. Mình sẽ dùng tỏi, tỏi mình có đã bầm ra nha mọi người. Đây tỏi này, mình sẽ dùng một chai ớt nha cả nhà. Và 300 g đậu que nha cả nhà. Và 10 g thịt bằm nha cả nhà. Đây. Rồi bắt đầu mình sẽ vô nấu món canh trước nha cả nhà. Rồi mình sẽ ướp khô cái lóc mà mình để trong chút xíu để hồn hộp nó hòa chung với khô để cho nó bớt mặn đi nha cả nhà. Rồi bắt đầu mời cả nhà cũng theo chân mình vô bếp để mà nấu được hai món này để ăn cơm nha cả nhà. Cả nhà thấy video này hay cho một like và một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để mọi người bạn bè mọi người cùng xem cho vui nha. Rồi như thế này để mình nấu canh đủ que thịt bằm nha cả nhà, mình sẽ cho hai muỗng cà phê vô ăn vô nha cả nhà. Đây. Rồi mình sẽ cho miếng tỏi vô nha cả nhà. Miếng tỏi vô để mình cháy cho nó thơm nha cả nhà. Rồi mình cũng đã bỏ đường bột ngọt vô để mình cháy đều nhau nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình sẽ đổ nước canh vô nha cả nhà. Đây mọi người, mình cũng đã đổ nước canh đủ que thịt bằm vô nha cả nhà. Rồi đủ phần thịt bằm này mình sẽ cho vô luôn nha. Chút xíu nước sôi lên nó sẽ nhuyễn ra nha cả nhà. Sôi một chút xíu nữa mình sẽ thả đồ que vô nha cả nhà, hoàn thành được một nồi canh đồ que thịt bằm nha. Và bắt đầu mình tiến hành mình ướp cá lóc nha cả nhà, ướp khô cá lóc nha để mình cháy tỏi nha cả nhà. Bắt đầu mình sẽ ướp khô cá lóc nha cả nhà. Đây, cho miếng bột ngọt vô nha cả nhà, cho một muỗng cà phê bột ngọt và phê đường nha cả nhà. Rồi như thế này thôi nha. Rồi mình cho một tí nước mắm cho để có mùi gì thơm của nước mắm nha cả nhà. Cho tí nước mắm thôi, cho nhiều quá là không có nặng lè luôn nha nha. Đây, đó. Rồi bắt đầu mình sẽ trộn đều lên để trong 5 phút bắt đầu mình sẽ cháy tỏi nha cả nhà. Đây cả nhà, để trong 5 phút để cho nó thăng hòa đều với nhau hết, nó đỡ mặn hơn nha cả nhà. Rồi mình sẽ dùng chảo như thế này để mình khô cái lóc cháy tỏi nha mọi người. Đây bắt đầu mình sẽ cho dầu vô nha cả nhà, dầu vô. Cho dầu 3 muỗng cà phê nha cả nhà. Đó. Rồi bắt đầu mình sẽ dầu nóng lên, mình sẽ cho tỏi vô nha cả nhà, cho tỏi vô. Cho tỏi vô bắt đầu sẽ cháy khô cái lóc nha cả nhà. Đây khô cái lóc mình cũng đã thăm gia vị hết trơn nha cả nhà. Đây. Đây mình lấy qua đây cho gần ha cả nhà. Còn phần rau này chút xíu canh nước canh thịt bằm sôi mình sẽ bỏ vô nha cả nhà. Đây. Cũng đã nóng rồi nha cả nhà. Mình sẽ cho phần tỏi vô hết nha cả nhà. Món này cũng rất đơn giản lắm nha cả nhà. Rất đơn giản lắm, không có khó nha cả nhà. Mình sẽ chờ tỏi nó vàng lên nha cả nhà. Vàng lên rồi mình sẽ đổ khô vô nha. Bắt đầu mình sẽ cháy. Cháy tỏi nó rất là thơm nha cả nhà. Đó, nghe thơm quá thơm luôn rồi. Đó, tỏi cũng đã dạng lên chút xíu nha cả nhà. Bắt đầu mình sẽ đổ khô vô nha. Đây, trộn đều lên nha cả nhà. Món này rất là đơn giản nhưng mà ăn chung với cơm mà ngon cực đỉnh nha cả nhà. Trộn qua trộn lại cho khô nó chín luôn nha. Khô nó chín mà tỏi, phần tỏi nó dạng lại nha cả nhà. Nó rất là đơn giản thôi, giống như mình chiên thôi nha cả nhà.
nhà mình trộn đều lên nha, rồi chút xíu rồi khô nó vàng vừa ăn là ok nha cả nhà. Đây cái nhà khô cũng đã vàng nha cả nhà, mình sẽ chào một chút xíu nữa thôi. Nó mùi thơm tỏi quá mọi người. Khô có lóc trái tỏi nha mọi người. Đây cái nhà ấy cũng đã chín nha cả nhà. Đây. Đó. Chín nha cả nhà. Đây. Khô có lóc trái tỏi nha. Mình thấy những miếng có lóc ngon không cả nhà. Đây. Đó. Chín nha cả nhà. Bắt đầu quay lại nồi canh có sôi chưa nha cả nhà nha. Đây, phần khô cá lóc trái tỏi cũng đã làm hoàn thành đây nha cả nhà. Chút xíu mình sẽ múc mời mọi người cùng ăn cơm chung với khô cá lóc trái tỏi và canh hủ canh đủ ra thịt bằm nha cả nhà. Đó. Đây mở nắp son ra đây. Thì dầm phần thịt bằm này cho nát ra nha cả nhà. Hồi nãy tụi mình bỏ cả cục vô á. Đây, cái nhà ấy cũng đã sôi lên luôn cả nhà. Bắt đầu mình sẽ cho đồ que vô nha, cho phần đồ que vô. Đây, đó. Cho phần đồ que vô đợi trong 2 phút 3 phút thì trên đồ que là hoàn thành được một nồi canh đồ que thịt bằm nha mọi người. Hai canh cũng đã sôi rồi nha cả nhà. Đây, đó. Canh đồ que thịt bằm nha cả nhà. Rất là ngon nha cả nhà. Ăn kèm theo khô cá lóc trái tỏi nữa, ăn chung với cơm là hết nồi cơm nha mọi người. Đó, cả nhà ơi rất ngon cả nhà ơi. Đây mình sẽ tắt bếp nha, tắt bếp đợi mình múc xuống rồi mời mọi người cùng ăn cơm với mình nha mọi người. Đây mình tắt bếp này nha cả nhà. Nhà cũng là xong rồi nha cả nhà. Đây cho miếng ớt sắt lên mặt nha, nó có vị cay cay. Rất ngon nha cả nhà. Hello mọi người nha, bữa nay mình nấu chín chân, mình sẽ mời mọi người cùng ăn cơm với mình nha mọi người. Món này tí đơn giản nhưng mà rất là ngon nha mọi người, rất là đơn giản luôn. Đây món khô cá lóc trái tỏi nha cả nhà, với canh đồ que thịt bằm nha cả nhà. Đây cả nhà, đây mình sẽ mời mọi người một miếng khô cá lóc trái tỏi nha mọi người. Đây chúng với cơm nha cả nhà. Đó, rất là ngon nha cả nhà. Rồi mình sẽ mời mọi người một miếng đồ que nha cả nhà. Đó. Chúng với cơm nha. Mình sẽ kết thúc video tại đây, hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha cả nhà.